Ngoài ra thì quý vị có thể quan sát thấy trên màn nhỏ quý vị, đây là hình ảnh một tấm gỗ này. Vân này có lẽ là gọi là đây là vân da báo rồi. Và tấm gỗ này là tấm gỗ liền. Đó. Ở cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày cuối năm. Và chuẩn bị chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đón Tết Dương lịch 2021. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì em có quay và review cho quý khách một bộ sản phẩm bàn ghế phòng khách, và cũng như là báo giá luôn cho mọi người tham khảo về cái bộ bàn ghế này. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể của bộ ghế đây. Bộ ghế này thì bao gồm có 6 món và kích thước tay 12. Mẫu ghế này gọi là mẫu ghế Tần Thủy Hoàng. Về đường nét chi tiết hơn thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho mọi người. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh hai chiếc ghế nhỏ. Hai chiếc ghế nhỏ này có kích thước là bề ngang là 60, bề sâu là 60 và bề ngang là 95. Đó, cái phần mặt ghế ngồi từ dưới đất lên phần mặt ghế này thì có chiều cao là 38 quý vị nhé. Còn cao tổng thể phía trên vai này là cao là 1m15. Hai chiếc ghế nhỏ đây. Và cái điểm đặc biệt của ghế này là toàn bộ phần yếm này. Phần yếm này quý vị nhé. Phần yếm này nhà em làm là yếm liền, nên là cái ghế nó có cái độ chắc rất là chắc chắn và rất là khỏe. Cái phần chân này rất là khỏe này. Cái phần mặt ghế này thì có độ dày quân tranh là 2,5 phân và ván là dày là 1,5 phân. Toàn bộ là hàng đã hoàn thiện là BU bóng mờ rồi. Và cái bộ ghế này thì cũng có chủ nhân rồi quý vị nhé. Đã có chủ nhân rồi. Một khách hàng rất là gần cơ sở thôi. Đó, thì trước khi bàn giao khách thì em cũng quay lại luôn cái video clip làm kỷ niệm. Đây, phần đằng sau ghế đây. Dáng ghế Tần Thủy Hoàng. Mẫu chân cong, yếm cong như là tay, cột cong. Rất là đẹp. Bên này là hình ảnh chiếc đoàn dài này. Chiếc đoàn dài này có kích thước phần khuôn tranh này là 2,4 m. Và chiều dài tính theo phần khuôn tranh. Còn chiều sâu theo phần khuôn tranh là 60. Toàn bộ phần vách ghế này là được đục là tứ quý, là tùng trúc cúc mai. Tôi thấy hình ảnh là 4 bức vách này là đục tùng trúc cúc mai là như 4 bức tranh luôn. Và có giữa là ba chữ là phúc lộc thọ này. Trường này, trường này được đục chạm hình ảnh của một chú rơi hay còn gọi là phúc đó. Đó, thì năm cái trường ghế này thì là có 5 con rơi thì hay còn gọi là ngũ phúc đây quý vị này. Đó, ngũ phúc. Cái đầu trống này thì có chạm một chú nghi. Ngoài ra còn những hoa văn triện của Trung Quốc. Đó, hoa văn triện của Trung Quốc đây. Ngoài ra thì quý vị có thể quan sát thấy trên màn nhỏ quý vị, đây là hình ảnh một tấm gỗ này. Vân này có lẽ là gọi là đây là vân da báo rồi. Và tấm gỗ này là tấm gỗ liền. Đó. Cái mặt ghế dài này rất giá trị quý vị nhé. Vân gỗ của mặt ghế dài này quá đẹp luôn. Tiếp theo là hình ảnh chiếc bàn. Chiếc bàn này thì có kích thước là bề ngang là 70 và sâu 40, bao gồm có hai ngăn kéo hai bên nữa, nhưng hiện tại là nhà vẫn chưa lắp ngăn kéo vào đây. Đó. Thì mặt bàn thì là đục và mặt bàn đục chống đồng và liền một tấm. Mặt bàn là liền một tấm này, cũng như là đục cái hoa văn chống đồng. Đó, hoa văn chống đồng đục rất là đẹp. Tôn thêm cái phần sang trọng của cái mặt bàn này. Đó. Ngoài ra thì còn bao gồm một chiếc đôn ngồi có kích thước 40x40 và một chiếc đôn kẹp bàn là có kích thước là 70 và sâu 40. Và cũng là bao gồm có một ngăn kéo nữa. Đó, vừa rồi là em đã giới thiệu hình ảnh chi tiết về 6 món của bộ ghế này rồi. Và sau đây thì em sẽ xin báo giá luôn, báo giá công khai cho các bác luôn. Thì hiện tại bộ ghế này đang có mức giá là 25 triệu đồng quý vị nhé. Bao vận chuyển là 40 km quanh bán kính sửa. Đó, ngoài ra thì nếu xa hơn thì nhà em sẽ tính thêm một chút phí xe nữa. Đó, một mức giá rất là hợp lý. Và có lẽ đây là cái bộ ghế phòng khách được bán chạy nhất trong năm 2020 đấy. Bộ ghế này sử dụng chất liệu gỗ đỏ. Ok mọi người. Mọi người nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng để có thể sở hữu ngay cho mình một bộ bàn ghế phòng khách trang trí cho gia đình mình vào dịp Tết này. Tết mà sắp tới là đến Tết Dương lịch, còn chừng khoảng 1,5 tháng nữa thôi là sẽ đón Tết âm lịch 2021 rồi quý vị nhé. Tết Nguyên đán. Có lẽ đây là cái thời điểm thích hợp nhất để quý vị có thể lựa chọn cũng như là mua sắm đồ nội thất cho gia đình mình. Ok mọi người nào mà quan tâm và yêu mến kênh thì có thể bấm like và đăng ký kênh để có thể xem thêm được những clip giới thiệu sản phẩm khác của xưởng. Xin chào.